dân chơi. Dân chơi là phải lên ngay shop 7sao.com để mua nick ủng hộ mình nhá. Shop hiện tại đang bán nick giảm giá 40%, bán Ngọc X5.0, bán Vàng X4.0. Ngoài ra shop còn có rất nhiều dịch vụ vòng quay Giang Doom cho tất cả anh em cùng tham khảo. Nạp thẻ thì 100k anh em nhận được ngay, đó là 110k, 1 triệu anh em nhận ngay 1 triệu 100k. Rất là nhiều dịch vụ hấp dẫn cho anh em tham khảo trên shop 7sao.com nhá. Ngoài ra các bạn nào mà cần bán nick thì cứ lên ngay cái shop thumua.com. shop thumua.com là một trang web nhập nick hoàn toàn tự động, uy tín, rút ra tất cả các loại ví ATM, ví điện tử. Nên là anh em cần bán nick thì cứ lên ngay shop thumua.com. Ok, đầu video này mình sẽ chốt cho mọi người cái event của clip em qua nhá. Đây, thì cái cách thức để tham gia event cho những anh em nào mà mới xem kênh của mình hoặc là chưa biết cách tham gia event rất là đơn giản thôi. Bước 1, anh em chỉ cần like đăng ký bật thông báo nhá. Rồi, đây này, like đăng ký bật thông báo này. Bước 2, comment tên nhân vật server ý tưởng video là xong nhá anh em. Bây giờ thì mình sẽ thả team cho một vài bạn, sau đấy là mình thả team nốt cho tất cả anh em. Rồi, ok chưa? Thả team nốt cho tất cả anh em xong đấy thì mình sẽ dán cái link này sang bên cái phần mềm kia ấy, để mình tìm ra ai sẽ là người chiến thắng và ai đã làm đủ các bước rồi thì sẽ nhận vàng nha anh em nhé. Đây là bây giờ thì mình sẽ thả team, sau đấy là tí nữa thì mình sẽ qua và mình bắt đầu chốt event cho anh em nha. Đây, thả team nó đã, tại vì là anh em comment ấy thì hôm qua mình đi ngủ hoặc là lúc chiều, từ chiều hôm qua, tại vì là tại chiều hôm qua giờ mình không có vào YouTube ấy, nên mình không có thả team cho tất cả anh em. Nên là anh em nói chung anh em cứ comment đi, video nào mình đều thả team cho tất cả anh em mà, đúng không? Đây, mình thả team hết nhá. Nhưng mà bảo anh em là comment ý tưởng nữa mà ít anh em comment ý tưởng lắm anh em ạ. Nhưng mà mình vẫn chiếu cố để tặng cho tất cả anh em ấy, làm sao để tặng cho tất cả anh em. Ui vãi cả, ý tưởng phá hàng chính của anh nữa, chết thật. Phá hàng chính của anh thì chịu rồi. Ok, mình đã thả team xong nhá anh em nhá. Bây giờ thì mình sẽ copy cái link này để qua đây. Copy. Đây, dán qua đây, pick a winner phát là biết ai chiến thắng ngay anh em ạ. Nếu mà anh em không làm đủ các bước thì nó sẽ không cho anh em một cái team. Và nếu anh em không có một cái team ấy thì anh em không có là người chiến thắng. Đấy, nhưng bạn này là không làm đủ các bước này. Và đây, bạn này làm đủ các bước nhá mà lại không có ý tưởng anh em ạ. Thật luôn, thề anh em phải comment ý tưởng cho mình làm nữa. Phải nhớ là phải có ý tưởng video nhá. Ý tưởng gì độc lạ mình tặng, nếu mà ý tưởng càng hay càng độc lạ mình thấy hay ấy, thì mình tặng nhiều vàng cho anh em luôn, ok chưa? Xe 4 nhá. 25k anh em ạ, tương đương với cả 105 triệu vàng nhá. Và nếu anh em cần mua vàng, mua ngọc ấy, thì cứ lên shop 7sao.com anh em ạ, bán vàng siêu rẻ, bán ngọc siêu rẻ luôn. Server 4 thì bạn qua ngay cho mình cái khu 33 giao dịch nhá. Và chúc em tham gia event vui vẻ và may mắn nhá. Nhớ là làm đủ các bước, sau đấy là thế thôi, xong rồi anh em ạ. Bye anh em. À, chúc em xem video vui vẻ chứ. Ok nhá. Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì mình vẫn là PC Gaming đây và hôm nay thì mình sẽ làm một clip sự kiện Noel anh em ạ. Sự kiện Noel này thì hôm nay mới là ngày 4 tháng 12 thôi, và sự kiện Noel này diễn ra vào khoảng ngày 22 ấy, thì nó còn rơi vào, nói chung là gần 3 tuần nữa cơ, gần 3 tuần nữa thì nó mới diễn ra sự kiện này ấy. Và hôm nay thì mình sẽ, năm nay thì không biết được sự kiện nó có giống năm ngoái không ấy. Thì sự kiện mọi năm ấy thì nó cũng tựa na ná giống nhau thôi. Thế nên là hôm nay mình sẽ thử làm và mình sẽ review cho anh em cái sự kiện luôn. Và nếu mà không có gì thay đổi ấy, mình không biết là năm nay như, ví dụ như là cái sự kiện 20 tháng 11 Army đã không làm rồi đúng không? Thì mình nghĩ là năm nay cái sự kiện này nó sẽ nổ, nói chung là nó sẽ thay đổi hoặc gì đấy ấy. Chứ nếu mà không có để im hoặc là không thay đổi hay là nó không ra sự kiện ấy thì chắc là game thủ cũng phản ánh nhiều ấy. Nên là mình nghĩ là sẽ thay đổi thôi, nhưng mà chưa biết là Army thay đổi gì, tại vì mình cũng chỉ là một gamer đấy. Nên là ok, hôm nay mình sẽ xem lại cái sự kiện 2019 thì Army có những gì nhá. Và hiện đây, thông báo sự kiện Giáng sinh 2019 cho các cư dân này trong sự kiện, trong không khí se lạnh của mùa Giáng sinh, thế giới ngọc dầm tưng bừng chào đón sự kiện Noel 2019 với nội dung sau. Một thời gian từ bảo trì sáng định kỳ yeah. Từ sau bảo trì sáng định kỳ ngày 22 tháng 12 2019 đến hết ngày 5 tháng 1 2020. Nội dung sự kiện, trong thời gian diễn ra sự kiện, ông già Noel sẽ xuất phát quà khắp mọi nơi. Để nhận quà, bạn cần phải có tất Giáng sinh, vật phẩm này có bán tại cửa hàng Santa hoặc đánh quái rơi ngẫu nhiên. Hộp quà từ ông già Noel sẽ chứa nhiều phần quà đa dạng khác nhau như đá nâng cấp ngọc rồng và ngọc xanh sa pha lê, kẹo Giáng sinh, phiếu ẩm giá. Cái này ấy, thì cái hộp quà này ấy, thì năm ngoái hình như là mình không có làm sao ấy, mình cũng không nhớ, với cả là mình cũng lười, mình không có thích mấy cái sự kiện kiểu đi làm sự kiện mấy á. Ngày xưa thôi, ngày xưa cái năm 2013, 2014, 2015 ấy thì mình rất là chăm đi làm sự kiện luôn, tại vì hồi đấy là chưa làm YouTube này, với cả là game nó còn nhiều cái hay ấy, kiểu anh em ở làng xóm mình vẫn đang có chơi ấy. Nên là mình hay đua nhau đi làm sự kiện rồi kéo nhau đi danh trại các thứ ấy, rất là vui. Nhưng mà sau một thời gian đến 2017 thì là kiểu như là anh em ở trong xóm mình cũng lớn hết rồi ấy, nên là phải đi làm rồi lo
công việc các thứ ấy, nên là cũng bỏ game rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi mình chơi thôi, cả xóm mình thề với anh em luôn, còn mỗi mình chơi luôn ấy. Nên là cũng hơi buồn, nên là cũng không có thích mấy cái sự kiện này mấy nữa. Chủ yếu là nghĩ content câu view, à nhầm, nghĩ content để làm video cho anh em xem thôi. Đấy, nhầm là câu view anh em ạ. Đấy, nên là có nhiều anh em bảo mình là anh ơi sự kiện Noel này đánh hộp quà, à, mở hộp quà đi có khả năng ra một sao đấy, thì mình cũng chẳng biết là có ra một sao hay không. Đấy thì một vài anh em bảo mình như thế thôi. Đấy. Ngoài ra tại Santa có bán hai nón Noel xám và xanh nhé. Trong lúc dạo chơi Noel các bạn có thấy một bé tuần lộc nào đi lạc nhớ dắt về trông già Noel nhé, có thưởng đấy. Bật mí đến rất tuần lộc đang có chủ, bạn hãy đứng gần tuần lộc chat SS. Cái này hình như là nếu anh em chơi Ninja School ngày xưa ấy, mình thì mình là một người chơi hết tất cả các game của TLB rồi anh em ạ. Ninja Avatar hay là mấy cái khí phách anh hùng các thứ, rất là nhiều game của TLB mình đã chơi rồi. Nếu anh em chơi Ninja School nhá thì có đến cái sự kiện mà dắt con khỉ ấy, hình như là thế. Anh em ra anh em dắt con khỉ qua cái map ấy, thì đấy cái này nó cũng tự tựa như là cái của cái Ninja School đấy. SS nhé, nếu may mắn bé tuần lộc sẽ chạy theo bạn trong thời gian sự kiện, khi nạp ngọc sẽ tích lũy được điểm. Đấy, mấy cái này thì chắc cũng bình thường, không có gì. À, nói thêm một cái này nữa, đây chỗ biệt mí này, dắt tuần lộc về này, hãy đứng gần với chat SS này. Thì mình nghĩ là kiểu như là hãy cho cái sự kiện, cho cái phần quà nó lớn hơn một tí ấy. Sau đấy thì tranh nhau như kiểu là bên Ninja ấy. Bên Ninja thì cái đấy là người ta gọi là nhiệm vụ thôi chứ không phải là sự kiện nhá. Bên Ninja đấy là nhiệm vụ. Nhưng mà khi mà bật khi nói chung là cái con của làm nhiệm vụ đấy ấy, nó sẽ bị giết. Đấy, kiểu khi nào người đang mang về làm nhiệm vụ ấy nhưng mà nó bị giết mất trong đường đấy ấy, thế là nó bị fail ấy. À, mình nghĩ là bây giờ mà giết được cái con tuần lộc ấy thì cũng hay nhỉ, nó đổi mới một tí ấy. Đây là cá nhân của mình thôi. Đấy, sự kiện thì nó cũng chỉ có thế thôi, mình nghĩ là chắc cũng không thay đổi nhiều. Mà mình sợ không có sự kiện đấy chứ, lại X2 như cái 20 tháng 11 cũng mệt anh em ạ. Và được rồi, thì bây giờ thì mình sẽ vào cái đích của mình. Nói chung là sự kiện chỉ có thế thôi, mình cũng không biết nhiều về sự kiện đâu, nên là mình cứ làm và mình nói như thế. À, hình đúng rồi, với cả là sự kiện này thì anh em chuẩn bị 500 vàng hay là phải 500 vàng không nhỉ để mua nón ấy. 500 vàng thì anh em mua được một cái nón xám. Cái đấy thì những anh em nào mà không có điều kiện ấy, kiểu thì anh có thể mua được cái nón xám đấy để sang bên Color Up. Đấy, nó không ảnh hưởng mà cái lạnh luôn anh em ạ, chỉ mất 500 vàng thôi mà. Và hình như là có một cái 100 ngọc ấy thì cái chỉ số cũng rất là VIP ấy. Nói chung là anh em có 500, chỉ mất 500 vàng thôi mà anh em có một cái trang hình như là sức đánh cộng 10% hay gì đấy. Thế là quá ổn áp rồi đúng không? Những anh em không có điều kiện ấy thì chủ yếu anh em chơi game thì ít người lắm, ít nói chung là ít. Một phần còn lại thì là toàn dân buôn với cả là YouTube các thứ ấy. Bây giờ YouTube nhiều lắm mà, nên là người ta có điều kiện rồi, người ta có tiền những cái job quảng cáo này hay là người ta bán đích các thứ ấy, rất là nhiều. Chỉ những anh em nào mới chơi hoặc là anh em mà chơi rồi vui vẻ thôi, chơi game vui vẻ đấy mà không có đầu tư ấy thì nên mua những cái đấy, không có bông quang hoặc là fruit bar ấy thì nên mua những cái đấy nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào game. Nói chung là sự kiện nó chỉ có thế thôi anh em ạ, không có gì hết. Bây giờ mình vào game này, nick của mình đây, hiện tại thì nick của mình đây nhá. Và cũng nhiều anh em bảo là tại sao cái IDTM mỹ tâm của anh không chơi nữa à các kiểu, thì mình cũng muốn cày lại lắm nhưng mà kiểu bây giờ không có thời gian úp đệ tử ấy, mình cũng muốn cày mà nhưng bây giờ chưa có thời gian úp đệ tử thôi. Đây anh em xem nhá, con nick của mình cũng khá là VIP đúng không, đầu tư mấy triệu vào đấy. Mà con đệ tử của mình trước thì mình ngu ấy, mình đổi mất con đệ tử VIP rồi. Thế là bây giờ nick của mình là anh em nhìn này, cải trang rất là nhiều luôn, rất là nhiều cải trang luôn nhá. Bây giờ nick này coi như là chỉ cần quay con đệ tử nữa thôi là mới cả sắm đồ cho nó thôi là VIP rồi anh em ạ, là siêu phẩm luôn đấy. Này anh em, bây giờ anh em cho mình ý kiến đi, anh em cho mình ý kiến xem là có nên cày lại con nick này không. Đấy, anh em nhớ comment nhá, anh em nhớ comment cho mình là có nên cày lại con nick này không, tại vì là mình cũng khá là ưng cái ID này, mình lập 2 năm rồi, mình lập nick này 2 năm rồi đấy anh em, mà tên nó lại còn hay nữa. Nếu anh em dịch được cái nghĩa tên này thì mình tặng cho anh em mỗi người 10k nhá. 10k vàng vào game giao dịch. Đùa đấy anh em ạ. Được rồi, nói chung là thế thôi. Cái clip ngày hôm nay thì mình cũng chỉ nói qua như thế thôi. Và nếu anh em thấy clip của mình hay thì nhớ cho mình một like, và nếu không hay thì cũng cho mình một like nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh, bấm vào cái chuông thông báo, bấm cái nút đăng ký để nhận video mới nhất nhá. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Và anh em, hẹn gặp lại em trong những video lần sau. Bye.